Chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 10 tới đây, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và quận Ninh Kiều. Nhiều vấn đề bức xúc mà cử tri phản ánh, đặc biệt là về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đã được người đứng đầu Quốc hội giải đáp thẳng thắn và trách nhiệm. Nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lò đã nóng rồi thì củi tươi bỏ vào cũng phải cháy. Cử tri Trần Thanh Long bày tỏ lo ngại trước những vụ án gây thất thoát hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước và đề nghị Quốc hội sửa đổi hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Cái bức xúc nhất hiện nay là giặc nội xâm, mà giặc nội xâm là tham nhũng. Bị xem đó là giặc. Cho nên tôi thấy qua rồi đảng ta làm cũng tốt, cũng khá, được nhân dân đồng tình, thì tôi mong Quốc hội đến cái kỳ họp tới đây và cũng đưa những đề này ra để nghiên cứu là chỉnh đổi cái điều luật đó là như thế nào. Càng chống tham nhũng càng nhiều thì lại là tham nhũng lại càng cao hơn và càng tinh vi hơn, cũng lại là càng là tác hại nặng nề hơn. Có những vụ cả hàng bao nhiêu chục ngàn tỷ. Tôi cũng yêu cầu đối đồng chí Chủ tịch Quốc hội nên làm sao xem xét cho mà cái bộ lực của mình phải nghiêm khắc hơn nữa. Thì vừa rồi chúng ta biết là một số vụ điển hình đã được công khai xét xử và công khai kiểm tra cái kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng. Điều đó nó tạo ra một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân về cái chính sách, về cái chủ trương chống tham nhũng của Đảng, nhà nước ta. Và báo cáo với cử tri lần này, Quốc hội sẽ xem xét để sửa đổi bổ sung luật phòng chống tham nhũng. Đây là một cái luật cũng rất là quan trọng mà nhân dân mong muốn hoàn thiện để làm sao có đủ sức răn đe, đủ sức trừng trị tội phạm tham nhũng. Và lần này Quốc hội sẽ thảo luận cái luật này cũng rất là sôi nổi trong cái không khí mà chống tham nhũng rất là mạnh như hiện nay, thì chắc chắn cái không khí thảo luận ở hội trường, ở tổ cũng sẽ có nhiều cái nội dung mà chúng ta cần phải hoàn thiện pháp luật. Trước đề xuất của một số cử tri về hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong sửa luật phòng chống tham nhũng lần này sẽ có những quy định cụ thể hơn để tạo hành lang pháp lý phù hợp để đủ sức giải quyết tốt vấn đề này. Cùng ngày, nhân dịp Tết Trung Thu, Chủ tịch Quốc hội đã đi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ.